Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với YBN TV. Mình là Duy. Hôm nay vợ mình thì đi mời cưới rồi. Mình ở nhà không biết làm gì, cho nên là làm một clip nói về một loài chăn của Việt Nam mà cũng là một loài chăn dài nhất thế giới. Các bạn biết là gì không? Đó chính là loài chăn gấm, hay còn tên khác là chăn mắt võng. Chăn mắt võng nhé, không phải chăn mắt võng. Mà theo như là các cụ kể, con mưa thì trông mình thấy cũng khá giống lúc là chăn gấm này. Nhưng mà con chăn gấm không có độc nhé. Còn loài chăn bắt mồi chỉ bằng cách là cắn và giữ mồi và siết con mồi thôi, xong rồi nuốt, thì là không có độc nhé. Khi mà mình mới bắt đầu chơi bò sát ấy, thì được nghe các đàn anh truyền tai nhau là chăn gấm dữ lắm, nó hay cắn lắm. Nhưng mà từ một năm trước mình được đứa em mình nó tặng cho con chăn gấm này, con chăn gấm bị cụt đuôi này, thì mình trải nghiệm thử thì cảm giác từ lúc đầu nó mới về ấy, thì nó rất là nhát và không chịu ăn, cho nên là và đấy cũng là một bệnh chung của các con chăn gấm, cho nên là mình đã phải dùng một cách để cho nó cảm thấy mình an toàn khi ở với mình, thì nó lúc đấy nó sẽ bắt đầu ăn uống ok và nó sẽ không cắn mình nữa. Khi ban đầu chăn gấm bắt đầu mới về nhà ấy, mà giữ mà có việc không ăn ấy, thì là nó đang rất là nhát, rất là sợ người, và khi đó thì các bạn nên nuôi chăn gấm ở trong một cái hộp nhựa này và nhét hộp nhựa đấy ở dưới gầm giường, Nếu mà nhà bạn không gầm giường ấy thì nên để nó ở một chỗ mà nắp trên này và ba mặt xung quanh đều là tối, chỉ có một mặt trước và sáng thôi, thì nó sẽ cảm thấy an toàn trong đó và nó nghĩ đấy là cái hang của nó, cái chú của nó. Và để nó như thế được khoảng tầm 1-2 tuần thì bắt đầu các bạn cho nó ăn nhé. Cho ăn thì cứ thử xem là các nó có ăn luôn hay không. Nếu mà không ăn luôn ấy, thì các bạn cứ đậy nắp lại và chờ. Có thể là nó cũng thấy mình ở đấy nó sẽ không ăn đâu. Riêng con này đợt trước khi mà mình mới bắt đầu lấy về cho nó ăn chuột thì nó không chịu ăn, nó chỉ cắn và giết để đấy thôi, không bao giờ ăn. Bởi vì nó cảm thấy là bị làm phiền ấy, cho nên nó cắn chết con đấy và nó sẽ không ăn. Nhưng mà sau khoảng tầm 1-2 tuần thì cho vào, nó bắt đầu cắn và bắt đầu chuẩn bị nuốt. Nhưng mà mình lỡ mở nắp hộp ra để định chụp ảnh thì nó nghe thấy tiếng động phát là nó rụt lại, nó không ăn nữa và từ đó bỏ ăn luôn. Cho nên là sau khoảng tầm 1-2 tuần nữa thì bắt đầu cho ăn tiếp thì đuôi nó bắt đầu chịu ăn rồi. Có nghĩa là các bạn khi mới lấy chăn gấm về thì đừng có lo lắng về vấn đề nó ăn hay không, mà nó không ăn chỉ khi nào mà nó bị bệnh hoặc là nó sợ chết nhiều quá. Bị bệnh thì tất nhiên phải chữa rồi, còn cái vấn đề sợ chết như thế thì các bạn cứ bình tĩnh và xử lý, không việc gì phải lo lắng khi mà chúng nó không ăn cả, và kể cả cắn luôn. Vì con này của mình vừa đâu về nó rất hay cắn, nhưng mà bây giờ nó có thể nó quen mình rồi, nó cảm thấy mình an toàn rồi, thì đây nó rất là hiền thôi. Bạn nhìn em cực kỳ hiền, không bao giờ cắn. Cho nên là đấy, các bạn cứ để ý các kênh YouTube của nước ngoài nhé, họ nuôi cực kỳ nhiều chăn và mình thấy rất nhiều là chăn gấm, và toàn những con to thôi. Mấy con to thế không cắn, nhưng mấy con này thì nó chỉ để sợ nhỉ, đúng không? Chăn gấm là loài chăn dài nhất thế giới và cân nặng thì chắc là chỉ sau chăn anaconda và chăn đất của Việt Nam thôi. Nuôi con này rất là hay này, nuôi cực kỳ khỏe và bạn đẹp nữa. Mà đặc biệt nhá, đừng như các bạn, chăn gấm có cực kỳ nhiều móp và các móp đấy đều đẹp,
Nhưng mà ở Việt Nam thì không có ai tạo sinh sản trong các móc khác, cho nên là các móc đấy ở về Việt Nam rất là đắt. Như là móc Tiger của chân gấm phải tầm 6-7 triệu gì đấy, nhớ không nhầm. Còn các móc khác như là ở trong miền Nam có một anh nào có con Purple gì ấy, còn đấy như là mười mấy 20 triệu. Chân gấm này thì con chân gấm normal này của mình thì chắc là trị giá chỉ khoảng tầm 300-500 thôi. Và bây giờ mình sẽ nói với các bạn là khi nuôi chân gấm thì cần lưu ý những gì. Khi các bạn nuôi chân gấm ấy, đầu tiên là để ý đến chuồng trại nha. Có nhiều cách để làm chuồng cho nó. Thứ nhất là các bạn có thể nuôi ở trong những cái bể gỗ như này, bể gỗ mặt kính như này. Đó. Thứ hai là các bạn có thể nuôi trong hộp nhựa như này. Đến khi nào càng to, đến lúc nó to thì thay hộp nhựa to hơn thôi. Đấy, bên trong một đấy này thì có đục lỗ. Và lót chuồng thì dễ nhất là lót giấy và báo. Nhưng mà lót cái đấy thì nghĩa là đối với những người lười như mình ấy, thì lót cái đấy bẩn lắm, bởi vì nó ỉa ra thì nó không thấm được cứt vào nước đá ấy, và nó không khử được mùi. Cho nên ấy, mình đã tìm cách khác, đó là lót mùn dừa hoặc là mùn cưa. Thì khi mà nó đáy là ỉa ra ấy, thì nó sẽ mùn này nó sẽ thấm vào và nó hút hết nước. Thì chắc mình sau khi nó ỉa vài ngày thì mình dọn nó được, mình cũng lười mà cũng nhiều việc đấy. Cho nên là mình đã chọn những cái cách nuôi sát nhàn nhất có thể mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Còn về vấn đề nữa là vấn đề nhiệt độ. Mùa hè thì các bạn nên cho vào chuồng chân gấm cái máng nước đủ cho chúng ngâm mình đấy. Thì cái đấy ví dụ như là chỗ các bạn bể hộp chăn nó nóng quá, hoặc là trời nóng quá và chăn nó quá giới hạn của chăn ấy, thì nó sẽ chui vào đấy để nó giải nhiệt và uống trong đấy luôn, và đôi khi nó còn đi vệ sinh trong đấy luôn thì các bạn đỡ phải dọn. Nếu mà chuồng mà không đủ chỗ để máng nước ấy, thì nên một tuần cho chăn ra để tắm ở trong chậu to. Đây mình đang cho chăn gấm tắm và uống nước. Đây cũng là một điều cần thiết để cho giúp cho chăn gấm nó riêng và các loài chăn tắm nói chung giải tỏa stress. Còn cái vấn đề nhiệt độ của về mùa đông thì các bạn nếu mà vẫn muốn cho chăn với chăn baby thì các bạn nên cho nó tiếp tục phát triển là bắt đầu cho ăn. Nhưng mà khi các bạn cho ăn ý, thì các bạn phải có nhiệt độ đủ để cho chúng có thể tiêu hóa được. Thì nếu mà cho ăn mà không có nhiệt độ tiêu hóa thì thức ăn trong bụng sẽ bị hoại tử và nói chung là sẽ thủng hệ dạ dày mất, đã chết ngay đấy. Cho nên ấy, các bạn nên sửa cho chúng. Có hai cách dễ nhất là mua pad sửa. Xin chào các bạn, đây là một cái pad nhiệt của hãng Cromilis. Và pad nhiệt này có một cái chiếc áp ở đây dùng để điều chỉnh độ nóng của pad để cho phù hợp với cả một nhiệt độ môi trường. Bát sưởi và đèn sưởi đêm, bởi vì chăn nó thích bóng tối nhưng nó không thích ánh sáng nhiều. Đôi khi các bạn phơi nắng sáng sớm cho chăn chỉ để diệt vi khuẩn trên da thôi. Còn nếu mà nói về đèn sưởi thì chỉ dùng đèn sưởi đêm thôi. Giới thiệu các bạn, đây là sưởi sứ. Sưởi này thì phát ra nhiệt độ rất là ổn và không có ánh sáng, cho nên là rất thích hợp để sưởi vào ban đêm hoặc là sưởi cho chăn. Đây cái sưởi này của mình là 100W này. Và đây là một cái sưởi khác là 75W. Tùy theo độ rộng của bể nuôi mà các bạn có thể sử dụng sưởi cho phù hợp. Và tốt nhất là nên lắp thêm một cái chiết áp để có thể
điều chỉnh được nhiệt độ giống như là cái passer kia, thì mình dùng vô tư thoải mái, không phải lo gì cả. Và mình khuyến cáo là các bạn nên sử dụng đèn sưởi đêm hơn, và lắp cái chiếc áp ấy để cho nó nhiệt độ, mình có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Còn pass sưởi thì hồi trước mình rất là dùng pass sưởi, nhưng mà bây giờ mình không dùng nữa vì là đấy, mình cảm thấy không thích hợp lắm, bởi vì cái không khí ở bên trên nó vẫn hơi lạnh, nó sẽ không tỏa ra được đều và bể được. Còn vấn đề thì nữa là thức ăn cho chăn gấm. Thức ăn cho chăn gấm thì các bạn nên, chúng bé khi bé này các bạn nên cho ăn chuột, và đến size tầm này thì mình hay cho ăn gà con. Lớn lên thì có thể chúng sẽ ăn các loài gặm nhấm to hơn tí, ví dụ lát chẳng hạn. Và chim chóc, gà qué, nói chung là đến lúc nó to khoảng tầm vài chục cân thì khả năng mình cũng cho ăn con gà thôi, chứ là không có thức ăn nào khác mình có thể kiếm được mà rẻ nữa rồi. Cổ gà thì cũng được nhưng mà không khuyến khích lắm, lâu lâu cho một lần thôi. Như đợt trước mình hết tiền thì mua cổ gà cho ăn thôi, cổ gà 2.500-3.000 một cái. Còn cho ăn chuột thì hơi tốn tiền, vì là chuột bạch thì bây giờ con mắc sai thì cũng mười mấy nghìn, còn một con chăn này ăn được mấy con. Cho nên mình thường đi lấy gà con cho chăn ăn, vì được nuôi chăn được nhiều chăn mà. Đấy, các bạn có thể thấy chăn gấm này, con này rất là hiền, nuôi bọn này rất là thích. Các bạn không được gì phải lo lắng khi nuôi chăn gấm cả, nó không quá dữ. Các bạn muốn hỏi cách nuôi của loài nào, cách xem tanh của loài nào và cách chữa bệnh cho loài nào thì có vẻ thể comment bên dưới, và mình sẽ cố gắng tìm hiểu và có thể quay được clip để hướng dẫn các bạn cách sớm nhất. Vì là trước vợ chồng mình cũng lười, bây giờ thì cũng có vẻ thích thú làm clip rồi, thì khả năng mình sẽ đều đặn ra video một tuần một lần. Mong các bạn ủng hộ mình và vợ mình sẽ làm. Chủ yếu là mình sẽ bắt mình bảo vợ mình làm thôi, còn mình làm người đứng sau ống kính thôi. Còn, nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy subscribe kênh của mình và bấm nút chuông để có thể nhận được thông báo khi mình up những video, để xem những cái video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.